Chào các bạn. Những anh em làm vải nhiều, quen có kinh nghiệm thì không nói. Tuy nhiên một số anh em mới làm vải thì cái vấn đề mà hoa đẹp, quả xấu, hoa ra sớm quả xấu quả ít và hoa ra muộn quả nhiều thì có thể chúng ta chưa biết. Chính vì vậy mình chia sẻ nhiều video anh em đều bảo vải mình ra muộn, ra kém và quả không thua. Đây, mình đi dùng cái vải vải tháng 3. Cành này rơi xuống thôi, mình quay lại để chia sẻ với những anh em mới làm vải. Chúng ta tham khảo. Thời gian bây giờ tối rồi các bạn ạ. Cái cành này là cành mình dùng nó gãy các bạn ạ. Đây cái vải tháng 3 trước cửa nhà mình. Thời gian bây giờ là 18 giờ 12 phút thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021. Tức là ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu. Mình cập nhật lại để chia sẻ với anh em về cái việc này. Bây giờ mình đang nói về vải sớm nhá. Đây cành này bị gãy các bạn nhìn này, hoa này. Thì vấn đề vải vải sớm năm nay làm hoa rất khó bởi do trận rét. Tuy nhiên, nhiều bạn làm hoa rất là đẹp, ra được hoa. Nhưng qua chia sẻ các bạn trên Facebook, trên YouTube, mình nắm bắt được tình hình là hoa vải thì đẹp, nhưng quả vải rất là kém. Nguyên nhân thì rất nhiều nguyên nhân. Nhưng không phải năm nay, mà đó là kinh nghiệm nhiều năm. Thường hoa ra sớm là hoa đẹp thôi. Và thường ít quả. Thì đây là cây vải trước cửa nhà mình. Mình là cây vải che nhà. Thì năm nay mình làm lộc muộn, rất là muộn các bạn ạ. Muộn ở đây là không phải mình cố tình, mà vải nhà mình năm vừa rồi mình thu xong quả mình không chăm sóc được lộc. Nó chỉ ra đúng một lượt lộc thôi, lộc 2, lộc 3 bị sâu ăn cụt hết. Cho nên về sau mình phải cố tình làm thêm một lượt lộc thành hai lượt lộc. Và nó muộn quá. Trước lập đông 26 ngày nó mới nhíu được lộc nữa. Thời gian này nhiều anh em các bạn ở Lục Ngạn và Lục Nam vải đã mật màu mận, lộc màu mận rồi. Vẫn sợ muộn, nhưng mình vẫn cố làm. Bởi vì đằng nào nó không ra được thì nó không có lộc, không có lộc thì không thể nuôi có quả, nuôi quả được. Cho mình làm đến đúng lúc thời gian trước lập đông 26 ngày nó bắt đầu mới nhú. Vậy đúng lúc đó nó bắt đầu mới nhú, những cây nhú sớm. Theo mình đã phải dùng thuốc sâu, thuốc bệnh và phân để mình phun cho bằng được ra lộc. Nhưng mãi về sau nó ra quá muộn, thậm chí ra muộn hơn cả vải thiều. Và mình nghĩ rằng không có quả nữa, nhưng may mắn nó có ra được quả. Còn quả như nào thì các bạn nhìn đây. Mình đã phải dùng kích thích các bạn ạ. Dùng GA3 đấy. Bình thường những năm mà thời tiết ẩm ấm ra thuận lợi mình rắc lân và kali, nhưng năm nay mình đã rắc NPK và rắc cả phân đạm, phun cả kích thích và vải mình đã được như này. Đấy. Vậy là anh em các bạn, khi chúng ta làm, chúng ta muốn làm lộc hoa ra sớm nó đẹp thôi, như hoa ra nghẹn, hoa ra sau thường nó đẹp như này. Bây giờ mình sẽ quay điện thoại mình tất cả những cảnh quanh đây, các bạn tham khảo xem. Đây là cây vải trên nhà nhé, đây nhà mình vẫn ở đây. Trời chưa tối lắm, chúng ta vẫn nhìn thấy nhà mình. Mình sẽ quay quanh đây. Các bạn thông cảm, mình trèo lên trên nhưng rất là khó, cho mình phải đứng lên một chút đã.
Nhà mình có ba cây dùng để che nhà. Thì mình quay hai cây thôi. Cây này gần nhà nhất. Các bạn nhìn quả đây. Ôi, mình dùng che nhà các bạn ạ. Này, nó phủ nóc nhà mình để cho nó mát nhà. Mục tiêu của mình chỉ để che nhà thôi. Quả có được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mình quan trọng. Tuy nhiên vẫn làm được ra quả. Còn đối với những cây vải ra sớm, đây những cành vải này ra sớm đây của nhà mình đây. Cái cây đằng sau nhà mình đây, gần cái chỗ cột điện. Đây đằng sau nhà mình nhé, nhà mình đây. Đây nhà mình đấy. Ra sớm, mình chia sẻ. Không biết chia sẻ thời gian nào như lâu rồi, mình chia sẻ với anh em và các bạn là chúng ta dùng biện pháp là vụt hoa, mắt hoa. Thậm chí khi quả sai quá, chúng ta có thể tỉa hoa. Thì không biết là thật ra những kỹ thuật này mình biết lâu lắm rồi, nhưng mình nói thật một câu, mình chia sẻ nhiều nhưng mà mình làm ít lắm. Đấy. Thì các bạn nhìn đây. Những cây ra sớm, mình vặt hoa đây. Cây này nó ra từ cuối mùa thu cơ. Vậy hai cây ra hoa giống hệt nhau. À không phải, một cây ra lộc, một cây ra hoa, nhưng cây ra hoa đợi cây ra lộc. Đấy, bây giờ giống nhau hết quả đều như nhau cả. Chơi nhau đến mấy tháng. Còn nó cành cao cao, cây ra hoa sớm mình vụt đây. Thì gần đây, anh em trong các câu lạc bộ của huyện Lục Ngạn mình, hội làm vải, chia sẻ rất nhiều video về người Trung Quốc họ vụt hoa, họ ngắt hoa. Vấn đề mà ngắt hoa, vụt hoa thì anh em bên Tân Mộc họ làm nhiều rồi, nhưng ít ai chia sẻ. Còn bây giờ mình chia sẻ cả tiếp vấn đề chúng ta tỉa quả nữa. Đây, vậy là chùm này, chiếc hoa rất dài, nhưng mình phụt đi này, bây giờ vẫn được mấy quả. Không đến nỗi, các bạn có nhận không? Đây, vụt ngắn hoa. Còn cái lứa này mà không vụt ngắn thì chúng ta biết u hồng bao giờ rồi. Hết. Dụng hàng loạt, đây vụt ngắn hoa đây. Vẫn có hiệu quả các bạn ạ. Đây là những đứa hoa rất sớm, cực sớm luôn. Nó ra hoa vào thời gian mà vậy cuối tháng cuối mùa thu, khi đó những cây bên kia mới nhú lộc, nhưng cây bên kia nhú lộc, cây này nhú hoa, như bây giờ hai lứa hoa nó lại đuổi kịp nhau. Còn những lứa hoa bình thường nhà mình đây, đây vân vân đấy, mình đang zoom các bạn ạ. Chắc zoom mai xong mình phun nước sâu thôi, nhiều sâu lắm đây này. Đấy, vậy u nhà mình không mất đâu nhá. U với tháng 3 không mất đâu. Tháng 3 nó không ra đều thôi. Thì bởi tình hình thời tiết mình đã chia sẻ video trước rồi. Đây. Thì nhiều bạn cái loại này chúng ta sợ rụng. Thì khi nào ra ổn định chúng ta khoanh mịn lại nhá. Dùng dao sắc khoanh mịn lại. Đây. Đấy bài nhà mình như này. Hoa ngắn đây. Rất sai các bạn ạ. Không, mình không mất đâu nhá các bạn nhá. Mình ra không đều tán. Nhưng nó vẫn được quả như vậy. Đây này, những cành đây. Đây các bạn nhìn đây. Đấy. Cao quá. 7 tháng 3 các bạn nhé. Nếu mình làm video mình chăm lộc thì mình làm cả mấy cây trước cửa nhà mình nữa. Bây giờ mình ra cây trước cửa nhà mình, các bạn quan sát xem như thế nào. Cây đấy mình rung xong rồi, còn cái cây tháng 3 này mình chưa rung xong. Hôm mình làm lộc thì mình chỉ làm 3 cây thôi. Một cây ở 3 cây che nhà thì mình đã quay 2 cây. Ở cây trước cửa đây. Còn vài quả các bạn ạ. Đây vài quả. Những cành như thấp này mình quay nhiều rồi, bây giờ mình lên ngọn quay xem như nào đây. Nhìn với u hồng như này là được rồi. Đây, bây giờ mình trèo lên nhá. Xem tình hình như nào. Cây này là gốc tháng 3, ghép u hồng. Mà năm ngoái năm kia mình chia sẻ lên các trang YouTube của mình. Gà ngủ đây.
Thì anh em chia sẻ đó là vải U trứng trắng. Thì dòng vải này anh em làm rất là sợ. Tuy nhiên mình vẫn làm. Đặc điểm của nó là cây càng to lớn thì càng ổn định. Những cây này năm nay mình đều giống U mình đều phải kích hết nhá. U hồng tháng 3 đều phải kích hết. Các bạn xem quả nào đây. Cũng có quả nhé các bạn nhé, không phải không có đâu. Trông nó thưa thôi nhưng không phải không có. Nhiều phết đấy. Bảy quả rất là to. Đây. Các bạn nhìn xem chưa. Mới chào các bạn nhá. Đây là lứa ra đều. À ra giữa. Ra dễ dàng. Thì nó không được như vậy. Còn ra sớm là dễ nguy cơ mất mùa. Biện pháp của nó thì chúng ta có thể dùng viện lượng là chúng ta vụt ngắn đi. Hoặc là hai, chúng ta dùng MKP phun mắt thấp. Hoặc là chúng ta dùng cái lân 86 nhá, chúng ta phun hoa ngắn đi thì tỷ lệ đậu quả sẽ cao hơn. Đây các bạn nhìn đây. Tôi chào các bạn nhé. Tối rồi, về mình đăng luôn video để anh em tham khảo. Với anh em làm vải nhiều thì chúng ta đã quá quen. Còn những anh mới là anh em mới làm chưa kinh nghiệm thì đây cũng là một cái bài học mới. Còn cách làm của nó như thế nào? Thôi chúng ta phải mạo hiểm một chút. Nếu hoa ra sớm ra đẹp thì là chúng ta cứ làm lộc thành thục, càng sớm càng tốt, chúng ta khoanh thì bao giờ cũng ra hoa rất là đẹp. Nhưng thường tỷ lệ đậu quả kém, đặc biệt là qua năm nay. Năm nay không phải vải U mà tất cả loại vải đều vậy. Từ U, Thanh Hà, vải thiều đều lên một tình trạng ra sớm rụng hết hoa, hết quả. Còn ra muộn, cụ thể như cây đằng trước cửa nhà mình, cây tre nhà, rất muộn, không kinh tán, nhưng được chùm nào ra chùm đấy. Các bạn đã quan sát video. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Đây chính là cây dối mình làm hình nền các bạn ạ. Trang YouTube của mình. Mình đăng lên nhiều anh em cứ đòi mua. Bảo nó thương hiệu của mình sao bán được các bạn.